sẽ hướng dẫn mọi người làm vẹt. Đầu tiên thì mình sẽ may cái phần màu đen này vào. Tiếp theo thì mình sẽ may cái phần màu sáng này lên, may đè lên. Vòng quanh cái quần mắt của bạn Việt này nha. Giờ mình sẽ bắt đầu may cái phần bụng dưới vào phần thân nha. Please, Sam, subscribe my channel if you are enjoying my video. Thank you for watching.